Hôm nay mình ăn lẩu gì ta? Lẩu seafood, lẩu Thái. Lẩu Thái đồ biển. Nói chung là lẩu ăn á. Anh ơi, xuống ăn lẹ đi để cho Hùng ăn hết. Cái này là tôm nè. Cái này là mực nè. Mình ăn với rau muống nè. Mọi người đi chị xem nha. Ăn với bún nè. Đây là cái này là chả cá nè. Rồi chị cho chị nhau ăn với rau muống rất là ngon nha. Quá ha. Cái này ăn đó là không có ngồi chị ơi, đứng ăn à, dành giật cướp giật mới vui. Ăn không?